Xin chào anh em là Tú. Hôm nay em Tú sẽ trên tay cho anh em một mẫu của thương hiệu T-Shot. Đây là một mẫu thuộc phân khúc tầm trung của Thụy Sĩ. Đây là một cái mẫu mà nó có mức giá rất là dễ chơi. Cũng như là mẫu ngày hôm nay em giới thiệu đến với anh em là một mẫu cực kỳ đẹp của thương hiệu này anh em nhé. Thì như anh em thấy đây, chiếc này của em là một chiếc hàng mới. Anh em sẽ thấy được chúng ta sẽ có được trang bị một cái hộp như thế này. Ở bên đằng sau cái bên dưới cái hộp này, anh em sẽ có hai quyển sách của T-Shot. Đó, chúng ta sẽ có hai quyển sách, một rất nhiều. Đây em sẽ show cho anh em xem quyển sách này nhá. Đó, T-Shot là một thương hiệu khá là nổi tiếng của Thụy Sĩ với những cái mẫu khá là đẹp, bộ máy bền bỉ ổn định và sẽ có một mức giá rất là tốt. Thì bây giờ em sẽ mở hộp này ra. Đó, ở đây thì em đã chuẩn bị cho anh em một chiếc đồng hồ thuộc dòng sản phẩm Lơ Lốc. Anh em sẽ thấy được chiếc đồng này của em có một cái màu mặt cũng như là cọc số kim cương, và chúng ta sẽ có một cái phần thân vỏ được mạ vàng rất đẹp như thế này. Như anh em thấy đây thì chiếc này của em sẽ có một cái dây màu trắng. Bản thân cái mẫu đồng hồ này nó là một cái mẫu được hãng sản xuất cho chị em, nhưng cái mẫu này lại có size 39.3mm cơ. Với cái size này thì cổ tay chị em Việt Nam đeo khá là khó. Em nghĩ nó sẽ hợp với anh em cổ tay của Lam hơn. Thì thay vào đó, anh em sử dụng bộ dây trắng thì em sẽ tặng cho anh em một cái bộ dây cá sấu handmade đẹp như thế này. Đây là một bộ dây mà em Tú đặt tại xưởng làm dây da luôn. Họ chuyên làm dây da, bộ dây da cá sấu handmade rất đẹp như thế này. Đó, toàn bộ đều là 100% cá da cá sấu. Và khi mà anh em thay thế vào cái phần dây của bộ dây trắng này thì chúng ta sẽ thấy cái chiếc đồng hồ này nó sẽ lam tính hơn rất là nhiều. Đó, phần khóa vẫn giữ nguyên anh em nhé, phần khóa chúng ta vẫn sẽ sử dụng khóa zin của hãng. Đây anh em có thể thấy khi mà em thay dây lâu vào thì chiếc đồng hồ này nó rất đẹp luôn. Đó, bộ dây này em đặt gốc đã hơn 1 triệu rồi, nên là em sẽ tặng cho anh em luôn cái bộ dây này, anh em đeo thoải mái luôn. Chúng ta cất bộ dây zin này đi, về sau anh em muốn bán hoặc lên đời chúng ta vẫn giữ được bộ dây zin mới nguyên zin, thì cái mức giá mà anh em bán được sẽ rất là cao. Chiếc này của em thì sẽ có một cái size, nó size 39.3mm, và độ dày của chiếc này là một chiếc đồng hồ thanh lịch công sở thì em nó sẽ có một cái độ dày đó khoảng tầm 9mm anh em nhé, size 39.3, độ dày 9mm. Với cái size này thì anh em cổ tay vừa và nhỏ, thậm chí anh em tay hơi to cũng có thể đeo được chiếc này rất thoải mái. Chúng ta sẽ có một cái mặt sổ đó, mặt khảm trai, mặt ngọc trai. Tất nhiên là cái mặt ngọc trai này nó sẽ không thể so sánh được như các hàng những hãng cao cấp như kiểu Rolex, Omega. Nhưng với cái tầm phân khúc dưới 10 triệu của chiếc dưới 20 triệu của chiếc đồng hồ này thì đây là một em có thể gọi là một em đặc sắc cũng như là một em cao cấp nhất của cái dòng sản phẩm T-Shot, dòng Lơ Lốc. Đó, em nó sẽ có cái mã ở đây, chúng ta sẽ có một cái tag. Em này của em thì sẽ có mã là T41.5.453.86, một cái mã rất là ngắn với số seri ở đây. Anh em trên cái tag này anh em có thể thấy một số thông số này. Ở Việt Nam thì thương hiệu T-Shot được rất nhiều anh em ưa chuộng và nó rất nổi tiếng tại Việt Nam. Và chính vì vậy thì cái hàng fake của thương hiệu này nó cũng rất là nhiều. Anh em nếu mà không để ý, chỉ cần chủ quan một chút thôi mà chúng ta chọn mua những nơi nào mà giá rẻ chẳng hạn này, và không rõ nguồn gốc xuất xứ này, không có shop này, thì khả năng bị dính fake là rất là cao. Tại vì cái hàng fake của bọn T-Shot là rất nhiều nhan nhản luôn anh em ạ. Tất nhiên là anh em sẽ phải tìm một nơi uy tín để mua, ví dụ như bên em chẳng hạn. Đó, đây là em ví dụ cho anh em thôi. Tất nhiên là anh em cũng có rất nhiều lựa chọn, nhưng mà chúng ta nên chọn một nơi có uy tín, có shop và cam kết bảo hành hậu mãi rất tốt cho anh em. Bên em sẽ bảo hành cho anh em đó là 2 năm theo chính sách bảo hành của hãng, và em trong 7 ngày đầu tiên nếu mà lỗi nhà sản xuất, em sẵn sàng em đổi chiếc mới hoặc hoàn 100% tiền cho anh em, và cam kết hàng chuẩn đầy máy anh em nhé. Em bao quay đầu lên đời bất cứ khi nào anh em có nhu cầu trong vòng 1 năm. Tức là trong 1 năm nếu mà anh em đeo chán, anh em muốn bán lại, em vẫn sẽ thu lại, hoặc anh em muốn lên đời em vẫn sẽ thu lại cho anh em. Đó. Ok, sẽ cùng đến với nhân vật chính của em ngày hôm nay. Thì trước mặt của em sẽ có một cái mặt ngọc trai rất đẹp như thế này.
Cái mặt ngọc trai này thì anh em có thể thấy khi mà em nghiêng vào từng góc độ này, cái mặt trai này nó sẽ ảnh lên sắc cầu vồng rất đẹp như thế này. Đó. Chúng ta sẽ có cọc số, sẽ là cọc số kim cương tự nhiên được gắn trên mặt số. Cọc kim cương này tuy rất nhỏ thôi nhưng nó sẽ mang lại cho anh em cái vẻ đẹp rất sang, kết hợp với cái mặt ngọc trai, nó sẽ tạo lên một cái hiệu ứng rất tuyệt vời khi mà anh em lên tay. Dòng lơ lốc thì anh em sẽ có một cái thiết kế rất là thanh lịch, và đặc trưng của dòng lơ lốc đó là ở mặt sau lóe này chúng ta sẽ có là các hoa văn ở đây rất đẹp, trang trí decor rất đẹp của hãng. Đó là phần mặt số. Trên mặt số thì anh em sẽ thấy được các cọc số La Mã ở góc 12 369 sẽ được gắn nổi lên trên mặt số này, và chúng ta sẽ có một cái đường vòng bao quanh ở đây. Đó, đó là nơi chứa ô lịch ở góc 3 giờ. Ô lịch background màu trắng chữ đen rất nổi bật. Mặt trên mặt số thì sẽ được in dòng chữ Tissot 1853, và chúng ta sẽ có dòng chữ Lock Automatic và chữ Swissmade đây. Còn vòng bên ngoài cùng thì anh em sẽ có một các vạch chia phút với 60 phút. Bộ kim được làm rất đẹp anh em nhé. Bộ kim được làm rất đẹp và là có điểm nhấn. Bộ kim kiểu kim lá liễu rất đẹp và sang trọng. Đó. Mặt kính trước mặt sử dụng sẽ là mặt kính sapphire nguyên khối, và chúng ta sẽ có mặt kính này chống sức gần như tuyệt đối luôn. Ví dụ như mà anh em sử dụng kim cương chẳng hạn, kim cương nó cứng hơn sapphire thì nó có thể gây xước được cái mặt kính này, còn bình thường thì cái mặt kính này nó chống xước tuyệt đối nên anh em sử dụng rất thoải mái. Còn đến với phần thân thì anh em sẽ được trang bị một cái phần thân được làm bằng thép không gỉ 316L, là một cái loại thép được rất nhiều hãng sử dụng trong ngành chế tác đồng hồ. Và cái phần thân này anh em sẽ được mạ vàng, màu vàng vàng lên toàn bộ cái phần thân vỏ của chiếc này. Em này sẽ là mạ PVD anh em nhé, mạ PVD, và cái lớp mạ của chiếc ngoài nó rất bền. Theo như thông số của hãng thì em có đọc và tham khảo thì sẽ mất khoảng tầm 4 đến 5 năm thì mới bay được hết cái lớp mạ vàng toàn bộ trên cái phần thân vỏ như này. Tất nhiên là cũng tùy theo cách sử dụng của anh em, của bền tại người mà. Ví dụ như là anh em đeo về xong nhá, mà anh em sử dụng một cái khăn mềm mịn, chúng ta lau hết toàn bộ cái phần mặt cũng như là phần càng hết như này để lau hết cái mồ hôi đi thì cái lớp mạ này nó cực kỳ bền. Tại vì mồ hôi cũng có thể có một số anh em có mồ hôi muối chẳng hạn thì cái mức độ ăn mòn của cái mồ hôi muối nó cũng rất là cao, nên em chỉ cần lau khi mà anh em đeo xong, chúng ta tháo ra, anh em lau hết một lượt là thì cái lớp mạ này nó rất bền. Đó. Phần thân thì anh em sẽ thấy được phần bên cạnh này, anh em sẽ có một cái lớp phay xước ở đây, còn lại sẽ được đánh bóng để tăng cái độ bắt sáng của chiếc đồng này. Còn bên tay phải của em thì anh em sẽ có một cái phần lúm với logo hình chữ T thương hiệu của hãng. Cái phần lúm này thì anh em sẽ lên có tay anh em nhé. Đây là một bộ máy tự động và hỗ trợ lên cả có tay. Ví dụ như anh em nào đeo nhiều mà ít vận động thì chúng ta có thể lên thêm có tay để hỗ trợ cho bộ cót. Còn anh em đeo nhiều thì anh em không cần phải lên có tay đâu, tại vì bộ máy này nó tích cót khá là ổn và cái củ văng nó tích cót khá là nhạy. Đây là một bộ máy 3 kim 1 lịch thì chúng ta chỉ cần rút ra một lớp sẽ chỉnh lịch. Đó, và rút ra lớp thứ hai sẽ chỉnh giờ. Rất dễ dàng đúng không anh em? Còn khi đóng lại thì em cứ ấn vào thôi là sẽ đóng được phần lúm này. Đây là một chiếc đồng hồ công sở đeo thanh lịch, lên cái độ chống nước của nó sẽ là chỉ là tương đối thôi. Và thứ hai nữa là bộ dây da này nó rất kỹ lước, nên anh em sử dụng lước tránh tuyệt đối nhất có thể anh em nhé. Và chiếc đồng này sẽ không đi tắm, đi bơi, xông hơi được. Chúng ta chỉ đeo trên tay nhẹ nhàng, ví dụ đi mưa nhỏ, đi rửa tay nhẹ nhàng thì ok. Đó. Còn bộ dây jean đây, bộ dây jean sẽ được làm màu trắng, và toàn bộ cái phần mặt dây này sẽ được làm da cá sấu này. Mặt sau dây sẽ được lót một lớp da mịn. Chúng ta sẽ có là logo thương hiệu của hãng, một Tissot 1853, với size dây sẽ là 19, 18 và độ dài sẽ 105. Sẽ được in thông số rất rõ ràng trên cái phần dây nha như thế này. Anh em có thể đặt bộ dây tùy ý theo thông số này, chúng ta sẽ đặt được một cái bộ dây vừa khít với cái thân vỏ này luôn. Tissot 1853 đây, mã số mã dây. Còn mặt trên này thì anh em sẽ có size độ dài sẽ 65 mm. Và phần khóa thì anh em sẽ thấy được phần khóa này cũng được sử dụng mạ vàng
màu vàng vàng toàn bộ phần khóa. Và đây là khóa bấm chống gập dây cũng như là khóa bấm gậy chống gãy dây của Thiết. Bình thường các một số mẫu khác thì họ sẽ trang bị cái khóa xiên, khóa đó thì nó sẽ bị gãy dây đi rất nhiều trong một khoảng thời gian dài anh em sử dụng. Còn bộ khóa này thì nó chống gãy dây, gập dây rất là tốt, giữ dây cực kỳ tốt. Phần khóa này sẽ được đánh bóng này và logo thương hiệu của hãng ở đây. Đó. Còn ở mặt sau thì anh em sẽ thấy được bộ máy chiếc này sử dụng. Đó. Bộ máy này thì là một bộ máy thuần ETA. Chúng ta sẽ có 25 chân kính, tần số động là 28.800 và thời gian tích cót đó là 38 tiếng. Sai số cho phép của hãng cho chiếc bộ máy này thì chúng ta sẽ có là cộng trừ khoảng 8 giây một ngày. Nhưng mà trên thực tế em đã từng đo cái mẫu này trên cái máy đo sai số ở cửa hàng em thì sai số cho phép, tức là sai số trên này nó hiển thị sẽ là cộng trừ 4 đến 5 giây thôi, cực kỳ chuẩn xác anh em nhé. Tại vì đây là một bộ máy mới mà, máy mới lúc nào nó cũng sẽ chuẩn xác hơn. Tất nhiên là sẽ sau khoảng tầm 2 năm anh em sẽ phải bảo dưỡng và căn chỉnh lại bộ máy. Sau đó anh em cứ định kỳ 2 năm bảo dưỡng một lần thôi. Đó. Cái bộ máy cơ khí này thì nó cũng giống như xe máy của mình vậy. Chúng ta đến định kỳ bảo dưỡng thì bộ máy nó sẽ luôn bền bỉ và bộ máy nó sẽ hoạt động rất là trơn tru. Còn ở mặt mặt đáy này thì anh em sẽ thấy được các dòng chữ Tissot này được làm nổi lên trên cái phần mặt mặt đáy và sẽ khắc rất nhiều hoa văn của dòng lốc đây. Trên cái phần đáy này thì anh em sẽ thấy được mã seri này, độ trung lưu là 30m này. Cùng với đó là mã đáy cùng số seri đầy đủ hết tất cả mọi thứ anh em nhé. Đó, anh em có thể nhìn thấy luôn cái bộ máy bên trong. Bây giờ em sẽ lên tay thử cho anh em chiếc đồng này. Với size 39.3 của Tissot thì cổ tay anh em chỉ cần trên 15 và dưới 18 là có thể đeo được chiếc đồng hồ này rất là đẹp rồi. Ví dụ như cổ tay của em đây, cổ tay 16 thì đeo lên tay size 39.3 nó rất là vừa vặn. Đó, anh em có thể thấy. Chỉ cần thay cái bộ dây lâu vào thôi thì chiếc đồng này nó quá tuyệt vời cho anh em cổ tay lam. Chiếc này thì em đang giao lưu với anh em với một mức giá cực kỳ tốt, đó là 14 triệu 500 anh em nhé. Nếu mà anh em mua trong hãng chiếc này thì anh em sẽ phải trả một mức giá rất là cao. Nó sẽ là khoảng tầm 25 triệu cho chiếc Tissot này nếu mà anh em mua trong hãng. Tại vì như anh em biết đấy, cái khi mà anh em mua trong hãng thì anh em sẽ phải chịu 10% thuế và tất cả những cái chi phí đi kèm cho chiếc đồng ngoài thì anh em sẽ phải chịu tất lên cái mức giá nó rất là cao. Còn chiếc đồng ngoài là em là một chiếc mà em săn sale về nên nó sẽ có mức giá mềm mại hơn rất là nhiều. Đó. Bây giờ em sẽ quay qua tổng thể một lượt để anh em có thể thấy được chiếc hết vẻ đẹp của chiếc đồng ngoài nhá. Chiếc đồng ngoài thì em đang sẵn tại Hà Nội thì anh em có thể qua trực tiếp xem tại Hà Nội để lên tay. Còn nếu anh em mà tỉnh lẻ và tin tưởng shop em thì có thể cọc trước cho em khoảng độ 500k, em sẽ bọc và ship COD đến cho anh em, đến tận nhà luôn cho anh em được kiểm tra hàng thoải mái, đầy đủ hóa đơn, thẻ bảo hành cũng như là cam kết của bên em thì mới nhận và thanh toán lốp về đồng hồ. Còn cam kết hàng chuẩn chính hãng thì em cam kết trọn đời máy rồi. Ví dụ như mà anh em đeo khoảng 4 năm mà anh em bất chợt anh em có thể đi check bất cứ lúc nào. Nếu mà phát hiện đồng hồ trước này của em là một chiếc đồng hồ fake hoặc không còn nguyên zin, em sẵn sàng em hoàn tiền và bồi thường anh em thêm 100 triệu. Đó luôn là cái chính sách cũng như bảo hành hậu mãi của bên em. Đó. Số điện thoại của em thì em có để dưới góc màn hình. Anh em ưng chiếc đồng hồ này thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ giải đáp và tư vấn hết tất cả những thắc mắc mà anh em đang quan tâm. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em. Em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và gặp lại anh em.